làm giả con dấu để thu tiền người dân muốn thông chốt kiểm dịch. Hủy kết quả bầu cử vì chủ tịch hội đồng nhân dân xã tự lấy phiếu bầu cho mình. Xử phạt vợ Lê Dương Bảo Long vì bán nước hoa giả. Phản ánh mất điện, người phụ nữ bị cả nhà giám đốc công ty điện kéo sang hành hung. Quốc gia đầu tiên trở lại cuộc sống bình thường sau đại dịch. Thu Thảo xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin của Sài Gòn TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có chỉ thị 12, văn bản 1408, đặc biệt là công điện khẩn số 11 để thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, đến nay ở một số nơi trên địa bàn Hà Nội, người dân có biểu hiện lơ là, chủ quan với công tác phòng chống dịch. Cụ thể, những ngày gần đây, do nắng nóng gay gắt, khi chiều về là rất đông người dân thủ đô đổ ra sông Hồng, đoạn giữa cầu Trương Dương và cầu Long Biên để bơi lội giải nhiệt. Không chỉ cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội, mà người dân còn chủ quan bơi lội tùy tiện giữa sông Hồng, ngó lơ với tử thần. Tại khu vực cầu Long Biên, mặc dù các cơ quan chức năng đã có biển cấm tập trung đông người, thực hiện 5K phòng chống dịch COVID-19, nhưng nhiều người vẫn xem thường đổ xô ra bơi lội. Không chỉ dưới nước, trên cầu Long Biên, rất đông người dân tập trung câu cá trong mùa dịch. Còn tại hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, người dân vẫn bất chấp quy định tràn ra hồ tập thể dục. Nếu cứ phớt lờ quy định của thành phố Hà Nội, tiếp tục tái diễn tình trạng này, nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Phát hiện có tình trạng người dân thông chốt nhưng không qua khai báo y tế, làm ảnh hưởng đến uy tín lực lượng chức năng, thực thi nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Bạch Đằng, cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra và bắt giữ hai đối tượng có liên quan. Theo đó, vào chiều 2 tháng 6, tại BOT cầu Bạch Đằng, Công an thị xã Quảng Yên đã bắt giữ đối tượng Trần Tuấn Anh, 40 tuổi, trú tại số 45/63 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, và Lê Văn Mạnh, 36 tuổi, trú tại Hàng Kênh, phường Trại Câu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, khi đang thực hiện hành vi thu tiền bất chính của 4 công dân không đủ điều kiện vào tỉnh Quảng Ninh, với mức giá 500.000 đồng một người để thông chốt kiểm soát. Đáng chú ý, các đối tượng đã sử dụng phương thức thủ đoạn rất tinh vi bằng việc làm giả con dấu, hòng qua mặt lực lượng kiểm soát phòng chống dịch tại chốt cầu Bạch Đằng. Khi tiến hành bắt quả tang, lực lượng chức năng đã thu giữ trên người các đối tượng trên một con dấu giả màu đỏ. Trước đó, vào đầu tháng 5, để phòng dịch COVID-19, thị xã Quảng Yên và thành phố Hải Phòng làm con dấu xanh, đỏ để đóng lên tay người dân khi làm thủ tục khai báo y tế. Theo đó, người rời tỉnh Quảng Ninh được đóng dấu màu xanh, người vào tỉnh được đóng dấu màu đỏ. Mạnh đã làm giả con dấu màu đỏ để bán cho người dân có nhu cầu, hòng trục lợi. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, tổ bầu cử số 4 xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội đã phát hiện thừa 75 phiếu so với số phiếu phát ra. Ngay sau đó, Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã phải hủy kết quả bầu chọn vì kết quả điều tra cho thấy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đã tự lấy phiếu bầu cho mình. Qua điều tra, ngày 27 tháng 5, Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt cho biết, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt, là ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã tại đơn vị bầu cử số 4, đã đặt vấn đề với ông Nguyễn Hữu Toàn, Tổ trưởng Tổ bầu cử đơn vị bầu cử số 4, lấy một số phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã mang về nhà tự gạch tên người khác, để lại tên mình, rồi nhờ người bỏ vào hòm phiếu, dẫn đến thừa 75 phiếu bầu. Ngày 27 tháng 5, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh xác định hai ông này đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, cần phải xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm. Sau đó, cả ông Hùng và ông Hoàng đều bị khai trừ đảng. Ngày 4 tháng 6, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vợ của nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm là Tạ Thị Quỳnh Anh vì đã có hành vi kinh doanh hàng giả. Cụ thể, những mỹ phẩm cô bán là hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Nghiêm trọng hơn là cả ngàn chai nước hoa đến từ các thương hiệu lớn trên thế giới cũng bị thông báo là hàng giả. Tổng mức phạt tiền nộp ngân sách là 51,25 triệu đồng, tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 90 triệu đồng. Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên 1.000 chai dầu thơm, gồm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam. Ngoài ra, có áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong thời hạn 2 tháng đối với hành vi bán hàng hóa vi phạm giả mạo nhãn hiệu.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 6, khi đang trên hành trình Nam Bắc đi qua địa phận Đà Nẵng, một toa tàu SE8 bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 4 tháng 6, tàu SE2 chạy hướng Nam Bắc khi đến đoạn qua phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, thì bất ngờ toa chở hàng sát đầu máy bốc cháy dữ dội. Phát hiện cháy, lái tàu lập tức cho tàu dừng, hành khách trên các toa khác được hướng dẫn rời tàu để bảo đảm an toàn. Nhận tin, các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng điều 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt. Đến khoảng 5 giờ 45 phút, giao thông đường sắt Bắc Nam mới thông tuyến. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi hơn chục tấn hàng hóa trên tàu. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Một tai nạn đường sắt khác cũng đã xảy ra vào chiều ngày 3 tháng 6 tại Quảng Ninh. Trước khi vào mỏ lấy than, nhiều toa tàu của đoàn tàu hỏa thuộc công ty than Vành Danh thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ bị đứt khớp nối rồi trôi ngược trên đường ray, hút vào bờ tường, ngăn cách giữa ga và đường chân sinh khiến một bé trai bị trọng thương. Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 3 tháng 6. 6 toa tàu của đoàn tàu hỏa thuộc công ty than Vàng Danh thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ bị đứt khớp nối rồi trôi ngược trên đường ray. Rồi đến khúc cua gấp, cả 6 toa tàu bất ngờ lật rồi hút tung bờ tường ngăn cách giữa ga và đường dân sinh. Lúc này, cháu Trần Trung Ca, sinh năm 2007, đang đạp xe gần đó bị toa tàu hút vào, làm bị thương nặng. Hiện, cháu Ca đã được đưa đến Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí để cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, tiến hành cứu hộ, cứu nạn, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân. Mâu thuẫn trong việc liên tục mất điện khi thời tiết nắng nóng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tiêu thụ điện năng Thanh Hải ở Nghi Sơn, Thanh Hóa, cùng với con trai và con gái kéo sang nhà cô bán hàng trái cây, hành hung cô này và đập phá tài sản, sự việc gây bức xúc trong dư luận địa phương. Trước đó, ngày 1 tháng 6 và vào thời điểm nắng nóng tại miền Bắc có khi lên tới 40 độ C, tại phường Hải Ninh liên tục xảy ra việc cúp điện khiến người dân bức xúc. Trước việc liên tục mất điện không thông báo xảy ra tại phường này do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tiêu dùng điện năng Thanh Hải cung cấp, chị HTV, ngụ phố Hồng Kỳ, phường Hải Ninh nhiều lần thể hiện bức xúc. Do nhà chị V ở gần nhà ông Hoàng Văn Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tiêu thụ điện năng Thanh Hải, nên giữa con gái ông Dũng và chị V có lời qua tiếng lại với nhau. Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 1 tháng 6, khi chị V đang ngồi bán hàng trong nhà, thì bất ngờ bị Hoàng Thị D, Hoàng Thị TH, Hoàng Văn D kéo sang chửi bới, có lời lẽ xúc phạm chị. Ông Hoàng Văn Dũng, bố của ba người trên, cũng sang nhà chị V chửi bới, rượt đuổi chị này. Nhóm người nhà giám đốc công ty điện Thanh Hải còn có hành vi đập phá tài sản nhà chị V. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại. Vụ việc đang được công an địa phương điều tra làm rõ. Bất cẩn để trộm lấy mất xe, một nam thanh niên đã bật khóc nức nở khi phát hiện ra sự việc. Sự việc xảy ra tại phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Lợi dụng thời điểm trời mưa, không có người trông coi, đối tượng nam mặc áo mưa này đã tìm cách tiếp cận rồi bẻ khóa xe. Sau đó hắn nhanh chóng tẩu thoát. Phát hiện bị mất xe, chủ nhân chỉ biết bật khóc và kêu than, nhưng đã quá muộn màng. Vụ việc là lời nhắc nhở mọi người cần chú ý cẩn trọng bảo vệ xe máy của mình, đặc biệt là vào thời điểm trời mưa. Từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại, các quán ăn tạm ngừng cho khách hàng ăn tại chỗ mà chỉ cho phép mua mang về, thì khối lượng công việc của các shipper bị đẩy lên nhiều hơn. Và dưới cái nắng nóng, nhiệt độ lên đến 40 độ C, nhiều shipper đã tìm ra cách để tự bảo vệ mình không bị sốc nhiệt khi phải liên tục di chuyển ngoài đường. Đó là gì? Xin mời quý vị cùng chứng kiến. Trong cái khó ló cái khôn, các shipper đã nghĩ ra cách bảo vệ mình trước sự oi nóng khi phải chạy xe ngoài đường cả ngày bằng cách lấy nhiều lá cây rồi chùm lên đầu, lên tay lái xe máy để bớt tỏa nhiệt, tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời rọi vào người. Loạt ảnh về màn biến hình của các shipper khiến cư dân mạng cười ra nước mắt. Nhiều bình luận hài hước cho rằng không biết có giúp những người vận chuyển bớt nóng thật không, nhưng nhìn rất dễ thương. Tuy vậy thì các shipper hãy luôn giữ an toàn giao thông nhé. Trời ơi, nhìn dễ thương ghê á. Trưa hè nắng nóng, shipper khổ cực lắm, vậy nên đừng ai để ship đợi lâu hay là bom hàng của họ mà tội nghiệp nha. Không chỉ là sản phẩm giải nhiệt quen thuộc trong mùa hè, những chiếc điều hòa ngày nay còn được coi như một phụ kiện trang trí cho không gian nhà. Chính vì vậy mà dịch vụ mạ vàng cho điều hòa cũng đang rất phát triển. Hiện tại trên thị trường Việt đã xuất hiện dịch vụ mạ vàng điều hòa, trong đó chỉ mạ vàng phần mặt tiền cửa gió điều hòa. Vốn dĩ, cửa gió điều hòa thường được làm từ chất liệu nhôm nên rất khó mạ vàng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tìm thấy một số dịch vụ mạ vàng cho sản phẩm này tại Việt Nam.
Loại vàng được sử dụng để mã ở đây chủ yếu là vàng 24K. Theo chia sẻ từ một cửa hàng cung cấp dịch vụ này, phần phôi sẽ do khách hàng cung cấp, mức giá sẽ phụ thuộc vào kích thước cửa gió. Tuy nhiên, mức giá thường không công khai trên các trang web hay fanpage của những cửa hàng này. Tuy nhiên, tại một số cửa hàng, dịch vụ mạ vàng cho điều hòa được cung cấp với mức giá 900.000 đồng sau khi giảm giá 50%, đồng nghĩa với mức giá thông thường của sản phẩm này có thể lên tới 1,8 triệu đồng. Một cụ bà mắc COVID-19 ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ đã quay trở về nhà sau 18 ngày gia đình chôn cất nhầm vì thông báo sai của bệnh viện. Hôm 15 tháng 5, ông Mudjala Gadaya đã chôn cất thi thể được bọc kính của vợ mình sau khi được thông báo là bà đã qua đời vì COVID-19 tại bệnh viện Vijayawada ở Andhra Pradesh. Ngay sau đó 2 tuần, chỉ một ngày sau khi gia đình tổ chức lễ tưởng nhớ hôm 1 tháng 6, cụ bà 70 tuổi đã quay trở về nhà trước sự bàng hoàng của gia đình và làng xóm. Trước đó, cụ bà đã được đưa vào bệnh viện đa khoa Vijayawada để điều trị do mắc COVID-19. Chồng bà, ông Gadaya thường xuyên đến thăm. Tuy nhiên, ngày 15 tháng 5, ông không thấy bà ở khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19. Ông đã đi tìm ở các phòng khác nhưng cũng không thấy vợ. Cuối cùng, các y tá cho biết bà có thể đã không qua khỏi. Tại nhà xác của bệnh viện, ông đã được giao thi thể của một phụ nữ lớn tuổi được quấn chặt trong bọc để tránh lây nhiễm COVID-19. Gia đình bà và những người trong làng đã không kiểm tra thi thể trong bọc trước khi chôn cất vì lo sợ có thể lây nhiễm dịch bệnh. Israel đã dỡ bỏ một trong số những hạn chế phòng dịch cuối cùng. Thẻ xanh, thẻ tím sẽ không còn cần thiết nữa. Người dân có thể tới nhà hàng, quán xá, phòng tập hay là các sự kiện thể thao một cách vô tư, không cần phải trình giấy tờ tiêm phòng. Như vậy, Israel đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới quay trở lại với nhịp sống bình thường như chưa từng có xảy ra đại dịch. Theo đó, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, công ty, doanh nghiệp hoạt động với công suất 100%, các sự kiện tập trung đông người sẽ không còn bị hạn chế. Chỉ một số biện pháp còn lại, đó là quy định bắt buộc đeo khẩu trang, quy định giãn cách trên các phương tiện công cộng thì sẽ sớm được nới lỏng trong tuần này hoặc tuần sau và còn hạn chế xuất nhập cảnh. Hiện Israel chỉ có khoảng hơn 20 ca nhiễm mới một ngày, 80% người dân được tiêm phòng. Người chưa được tiêm vaccine thì tất nhiên vẫn phải khai báo y tế, cách ly nếu tiếp xúc với những người nghi nhiễm. Lý giải về Israel đang trở lại cuộc sống bình thường, Bộ trưởng Bộ Y tế Israel nhấn mạnh, đó là nhờ hệ thống y tế thực hiện xuất sắc công việc và sự tuân thủ tuyệt vời của công dân, cũng như chiến dịch tiêm chủng đã thực hiện tốt nhất. Israel đã hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cho trên 70% các đối tượng đủ tiêu chuẩn và đang lên kế hoạch tiêm cho nhóm trẻ em 12-15 tuổi. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rõ, để như Israel thì không phải nước nào cũng làm được. Israel chỉ có dân số 10 triệu người, tức là chỉ ngang Hà Nội. Một nhà hàng tại Pháp vừa bày bán món ăn của tương lai nhưng không phải ai cũng dũng cảm để thưởng thức. Cụ thể đó là món ăn gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thực đơn mới ra mắt của đầu bếp Laurent Vajet làm việc tại nhà hàng Innovate không dành cho những người yếu tim. Đó là món salad tôm và côn trùng trộn cùng rau, châu chấu phủ sô-cô-la. Rất nhiều thực khách thưởng thức món ăn này với không gian ngoài trời. Bên trên sân thượng nhà hàng ở Paris đã dành lời khen ngợi cho thứ đồ ăn còn khá mới mẻ với khu vực châu Âu này. Còn đối với đầu bếp Laurent Vajet, anh phải đối mặt với thử thách có hai phần. Đó là chiến thắng dư luận và học cách tạo ra các món ăn từ côn trùng hấp dẫn kết hợp với đa dạng các loại thực phẩm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.